Tôi không thể chịu được cái cảnh ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Tôi nhục lắm. Cô, giờ tôi mới biết bộ mặt thật của cô. Em bỏ con mà mẹ. Tại sao thế ạ? Có phải vì cô ta mà bố bỏ mẹ em không? Mình. Bà ta ghét con. Bà ta muốn hại chết con. Bà đi đi. Bà cút đi. Đi ra khỏi đó tôi ngay. Tôi ghét nhất là thứ con gái ngoại tình lăng nhăng. Minh ơi. Đơn đây. Anh ký đi. Cô quyết định rồi. Đúng. Tôi quyết định rồi. Tôi không thể chịu được cái cảnh ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Tôi nhục lắm. Cô. Sao? Anh ký đi chứ. Cô không nghĩ gì cho thằng Minh à? Minh à? Sau này nó lớn, nó ắt sẽ tự hiểu. Còn tôi và anh sẽ gặp nhau ở trên tòa. Cô, giờ tôi mới biết bộ mặt thật của cô. Tôi nói cho cô biết, số tiền mà tôi nợ, bố mẹ tôi đã bán đất để trả. Cô đừng có thay đổi suy nghĩ. Biến đi. Mẹ ơi, mở con mà mẹ. Đi ra đây. Minh à, sau này con lớn con sẽ tự hiểu. Bố mẹ không thể sống chung được với nhau nữa. Mẹ. Minh, bố dặn bao nhiêu lần rồi, gặp người lớn phải chào chứ. Cô chào con. Cô có quà cho con này. Cháu không là con của cô. Cháu là con của mẹ đi. Minh, nghe bố nói này. Từ bây giờ, cô Châu sẽ chuyển về đây ở với hai bố con mình. Tại sao thế ạ? Có phải vì cô ta mà bố bỏ mẹ em không? Minh, có phải vì cô ta mà mẹ bỏ đi không? Minh! Thôi anh, đừng có mắng con. Cô đi đi! Cháu không muốn ý cho cô ở đây! Cô đi đi! Bố ơi, con không muốn ý cho cô ở đây! Minh! Anh, chắc có lẽ là con cần thêm thời gian. Thôi, dọn đồ lên phòng đi, anh sẽ giúp em. Con tìm gì đấy? Để cô giúp, chứ không đứng đến này nguy hiểm lắm. Kệ con. Bố ơi, đau quá. Con có làm sao không? Bố ơi, đau quá. Con có làm sao không? Sao lại ngã vậy? Bà ta ghét con. Bà ta muốn hại chết con. Bà ta đẩy con từ trên ghế xuống. Bố đuổi bà ta đi đi. Thôi rồi, bố bế con lên phòng đấy nhá. À. Để bố gọi bác sĩ đến khám cho con. Minh à, cô pha nước cam cho con này. Bố cũng thành. Cô biết là con không quý cô, nhưng con đừng làm như ngày hôm qua nữa. Khổ thân con chứ khổ thân ai nữa. Bà đi đi, bà cút đi, đi ra khỏi đó tôi ngay. Minh. Bà đi đi, bà cút đi, đi ra khỏi đó tôi ngay. Anh. Con thế nào rồi em? Con ngoan lắm ạ.
À, con đang chơi điện thoại ở trên phòng ấy. Nó là trẻ con, dần dần rồi nó sẽ hiểu. Vâng. Châu à, anh nhớ em nhiều lắm. Hôm nay chúng mình gặp nhau nhỉ? Anh yêu em. Sao thế anh? Thế này là thế nào? Không, thật sự không phải là em. Cô đừng có cãi nữa. Anh phải tin em chứ. Trên đời này, tôi ghét nhất là thứ con gái ngoại tình lăng nhăng. Tôi không ngờ cô lại như thế này à? Em không có. Cô im đi. Cút ra khỏi nhà. Đi chơi cùng Minh ơi. Minh ơi. Bố. Minh, con nhắn tin cho cô Châu đúng không? Sao con còn bé mà con làm những việc thế này hả? Con có còn suy nghĩ nữa không? Phải, là con nhắn. Con làm những việc này là con ghét bà ta. Con ghét bà ta. Minh. Minh ơi. Minh. Tôi không ngờ anh có thể mua lại được căn nhà này cơ đấy. Mà tôi và anh đã nói với nhau rồi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Tại sao anh gọi cho tôi nhiều thế? Tôi biết là cô đang vui bên tình mới. Nhưng bệnh của thằng Minh nó tái phát, nó phải nằm viện, nên tôi mới gọi cô về. Anh là người nhận nuôi con cơ mà. Tôi chưa mắng vào mặt anh là may rồi đấy. Anh chăm sóc con kiểu gì mà để cho bệnh tình con như thế? Mắng á? Tôi khinh. Cô nhìn lại cô xem, cô đã xứng đáng là mẹ nó chưa? Cô vì người khác mà cô bỏ tôi, mặc cho con nó van xin mẹ ở lại, nhưng cô vẫn dứt áo ra đi. Cô có còn là mẹ nữa không? Thế vợ mới của anh rước về làm gì? Để làm bù nhìn à? Cô không có tư cách để nói cô ấy như thế. Cô có biết là trong suốt thời gian qua, chính cô ấy là người đã chăm sóc thằng Minh không? Mặc dù thằng Minh đối xử với cô ấy tệ bạc, nhưng chưa một lần nào cô ấy nản lòng. Nó ốm nó đau, không đêm nào cô ấy ngủ được. Cô ấy vẫn tin là một ngày nó sẽ gọi cô ấy bằng mẹ. Bố mẹ, con nghe thấy hết rồi. Minh, con. Con xuống đây làm gì? Con ơi, lại đây. Lại đây cho mẹ ôm con một cái nhá. Không, mẹ xuống lắm. Minh, con ơi. Đứng đấy. Để thằng bé nó yên. Nhục chưa? Đến con nó còn không thèm nhận. Vậy thì cô còn tư cách gì để đứng trong nhà này nữa? Đi đi. Anh ơi, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Em muốn nói chuyện với chị Lim. Em yên tâm, anh và cô ta không còn gì nữa. Không, cái mà em muốn nói là em đã nghe chuyện của chị và anh Nghĩa. Chị bỏ anh Nghĩa vì hết yêu đã đành. Nhưng mà còn cháu Minh, sao chị nỡ bỏ cả cháu Minh đi thế? Chị muốn kể cho em nghe một câu chuyện, nhưng em hứa trước khi chị kể, em nhớ giữ bí mật đến cùng giúp chị nhé. Vâng. Mấy năm trước, anh Nghĩa có làm ăn thua lỗ và phải nợ một khoản tiền rất lớn. Cái đấy em cũng có nghe.
Nhưng mà em tưởng là bố mẹ anh ấy đã bán đất để trả hết nợ rồi mà chị. Bố mẹ anh ấy làm gì có đất để mà bán hả em? Chị phải đưa tiền cho bố mẹ anh ấy, nhờ họ trả nợ và nhờ họ lừa anh Nghĩa đấy em ạ. Và để có được một số tiền lớn như thế, chị chấp nhận làm vợ bé của một người đàn ông Đài Loan. Nhưng hôm nay chị về đây không phải là để muốn kể cho em chuyện này, mà là chuyện của cháu Minh. Thằng Minh là một đứa trẻ thiệt thòi. Chị mong em nuôi nấng, chăm sóc thằng Minh nên người giúp chị. Chị tin em là người phụ nữ tốt. Còn kinh tế, hàng tháng chị sẽ gửi tiền về cho em. Chị xin em. Ngày hôm nay chị ý về là vì muốn thăm thằng Minh. Chị đang bị ung thư, đang ở trong giai đoạn trị xạ. Chị làm như vậy là để anh với thằng Minh ghét chị ý. Chị đã nhường cả gia đình cho em. Chị cố tình làm như thế để cho anh và thằng Minh ghét chị. Ha ha ha.